Xin kính chào quý vị và các bạn. Sáng ngày 1 tháng 9, hàng trăm người tị nạn Syri đầu tiên đã chính thức được đặt chân lên những chuyến tàu tới Munich của Đức, sau khi chính quyền Áo và Hungary cho phép các chuyến tàu này đi qua lãnh thổ của nước họ. Đáng nói, những người tị nạn này không phải chui lủi trong những chuyến vượt biên đầy chết chóc và tốn kém của những kẻ buôn người nữa. Họ được nhập cảnh vào nước Đức mà không cần phải hộ chiếu và cũng không bị cảnh sát Đức hỏi thăm. Nói một cách khác, họ là khách của Thủ tướng Angela Merkel và được Berlin chào đón. Nhiều người trong số họ thậm chí gọi Thủ tướng Merkel là mẹ. Vậy vì sao Thủ tướng Merkel lại mở cửa tiếp nhận người tị nạn? Những người nhập cư liệu còn gặp khó khăn gì trong hành trình đi tìm miền đất hứa? Ngoài Đức, còn quốc gia châu Âu nào khác chấp nhận người nhập cư? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong phần đầu của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Những người nhập cư này đã bị mắc kẹt ở nhà ga Keleti, thủ đô Budapest, sau khi hàng trăm người di cư cố bám vào chuyến tàu sang Áo để rồi vào Đức. Khoảng 100 cảnh sát chống bạo động đã được huy động tới nhà ga Keleti sau khi loa phát thanh tại nhà ga thông báo ngừng tất cả các chuyến tàu rời Budapest đi Áo và Đức trong khoảng thời gian không xác định. Tất cả chúng tôi chỉ muốn đến Đức. Họ chẳng thích chúng tôi ở đây. Còn chúng tôi chỉ muốn đi. Cảnh sát tới rồi nói đi đi. Họ đuổi chúng tôi đi. Còn chúng tôi không bắt được tàu. Nhà ga đã đóng cửa. Điều này đã khiến các di dân đang nóng lòng đi tìm miền đất hứa nổi giận. Tình hình trở nên hỗn loạn khi một số người nhập cư hô hào, Đức, Đức, chúng tôi muốn đi. Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản. Chúng tôi muốn được đi, chỉ cần đi qua Hungary mà thôi. Chúng tôi chẳng xin xỏ gì từ chính phủ Hungary cả. Vậy sao họ làm khó chúng tôi? Trong khi đó, ở cửa ra giáp danh với biên giới của Áo là bang Bavaria, những người tị nạn đầu tiên đã xuống chuyến tàu từ Hungary. Tại đây, họ được chấp nhận nhập cảnh dù trên người không có giấy tờ tùy thân hay hộ chiếu gì. Họ được đối đãi khá nhân đạo. Tôi khá ngạc nhiên bởi trước đây tôi chỉ đọc thấy những điều tiêu cực trên Internet rằng họ không nên tới đây. Nhưng hôm nay tôi lại thấy rất nhiều người giúp đỡ họ. Cảnh sát Đức còn được triển khai tại các trạm xe lửa để giúp đỡ những người tị nạn mới đến đăng ký nơi ở mới. Tính cho đến ngày 1 tháng 9, khoảng 1.400 người nhập cư đến Munich, miền Nam nước Đức. Theo dự kiến, Đức sẽ tiếp nhận khoảng 800.000 người nhập cư trong năm nay, cao gấp 4 lần so với năm 2014. Số người đổ về Đức xin tị nạn đến từ rất nhiều nước, không chỉ là Syri, quốc tịch được ưu tiên, mà còn có cả các nước ở vùng Ban Căng, các nước thuộc năm tư cũ hay Albany. Tuy nhiên, khác với những người bị coi là tị nạn kinh tế, những di dân đến từ Syri được xem là nạn nhân của cuộc nội chiến đẫm máu ở quê nhà, hầu như không bị Đức trả về nước. Đây được đánh giá là một việc làm nhân đạo. Bên cạnh lý do đó, việc Đức mở cửa với người nhập cư còn lý do gì khác? Các nhà phân tích cho rằng, nguyên nhân thứ hai khiến Đức cởi mở với người nhập cư là bởi Berlin muốn làm gương để ép các nước châu Âu khác hành động. Với số lượng người nhập cư vào châu Âu tăng cao tới mức khủng hoảng, Đức hiểu rằng châu Âu phải sớm có các hành động cụ thể và xa hơn nhằm tránh được một cuộc khủng hoảng nhân đạo trước mắt và một cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội về lâu dài. Bên cạnh đó là vấn đề nội tại của chính Đức. Dân số đang bị già hóa nhanh, hệ lụy của hiện trạng này chính là bài toán lao động trong tương lai của Đức. Theo ước tính, chỉ trong 5 năm nữa, Đức sẽ cần đến 5 triệu lao động nhập cư trong rất nhiều ngành nghề. Tiếp đó là việc các đảng phái ở châu Âu lợi dụng nhập cư để gây tiếng vang cho riêng mình. Cụ thể ở Đức, trong những ngày qua, sự kỳ thị đang lên rất cao trong xã hội Đức. Các đảng cực hữu và phát xít đã huy động rất nhiều người xuống đường, biểu tình phản đối việc chính phủ Đức mở các trung tâm tiếp nhận người tị nạn. Sự phản đối này thậm chí còn biến thành bạo lực. Tâm lý kỳ thị người nhập cư, người tị nạn đang đầu độc xã hội Đức, buộc Thủ tướng Đức phải lên tiếng tuyên bố sẽ không khoan dung với các hành động kỳ thị. Không chỉ đi đầu và làm gương, Thủ tướng Angela Merkel còn kêu gọi các nước châu Âu khác như Anh, Ireland, Đan Mạch không trốn tránh và cùng chia sẻ trách nhiệm chung. Mặc dù nội bộ EU vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề nhập cư, tuy nhiên trước sự cởi mở của Berlin, rất nhiều nước châu Âu đã bớt e dè hơn trước làn sóng nhập cư đến từ Trung Đông và Bắc Phi. Tại Áo, rất nhiều người dân hoan nghênh quyết định của Thủ tướng Đức. Có khoảng 20.000 người đã xuống đường phản đối thái độ của chính phủ và chào đón những người tị nạn. Họ cũng kêu gọi chính phủ Áo nên đưa ra quyết định sớm cho vấn đề để giúp đỡ những người tị nạn, nhất là sau khi vụ việc 71 người chết trong thùng xe tải vừa xảy ra tại biên giới nước này. Điều chúng tôi được nghe hôm nay ở đây là hãy nói cho to và cho rõ ràng, người nhập cư được chào đón ở đây. Đó là văn hóa chào hỏi, chứ không phải kiểm soát những người đang có cảm giác chết dần, chết mòn. Chúng tôi không thể giải quyết vấn đề này.
nhưng chúng tôi phải cởi mở suy nghĩ và mở rộng trái tim. Ngoài ra, người dân Áo cũng có những hành động cụ thể hơn giúp đỡ người nhập cư. Ở sân ga Vienna, người dân Áo đã cùng nhau phát miễn phí đồ ăn và đồ uống cho những người nhập cư quá cảnh ở đây khi trên đường đến Đức. Về phần mình, nước Pháp cũng đã khẳng định với giới truyền thông rằng họ đã cho xây dựng một trại nhân đạo chứa được khoảng 1.500 người tị nạn. Trại này sẽ sớm mở cửa vào đầu năm mới. Trách nhiệm của chúng ta là đảm bảo quyền tị nạn, một quyền cơ bản mà châu Âu đã cam kết, nước Pháp đã cam kết, được tôn trọng. Chúng ta không thể chối bỏ điều này bằng cách xây hàng rào thép gai. Những ai bị ngược đãi, những ai bị tra tấn, những ai bị đàn áp ở đất nước của họ đều phải được chào đón ở châu Âu. Thủ tướng Anh David Cameron hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cho vấn đề này. Nước Anh sẽ ra thông báo mới sau một cuộc họp cấp cao với các nhà lãnh đạo khác vào ngày 14 tháng 9. Ở Anh, vấn đề lại nằm ở chỗ London phải đối mặt với thách thức từ các đảng cánh hữu phản đối việc nhập cư. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán Anh sẽ đưa ra một mức giới hạn nào đó đối với người nhập cư. Trong tháng 8 đã có 50.000 người nhập cư vào Hungary để tiếp tục đi đến các nước Tây Âu. Đa số là dân tị nạn chiến tranh từ Syria, Iraq, Afghanistan. Trước đó, Hungary tìm cách ngăn chặn dân nhập cư vì họ không có visa vào EU. Cho đến nay, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu vẫn không đạt được đồng thuận về cơ chế phân chia hạn ngạch tiếp nhận người nhập cư nhằm giảm nhẹ gánh nặng cho các quốc gia thành viên khối này. Cuộc khủng hoảng người nhập cư tồi tệ nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai dự kiến sẽ được thảo luận trong hội nghị khẩn cấp của EU vào ngày 14 tháng 9 tới đây. Hiện rất nhiều người hy vọng hội nghị này sẽ có được tiếng nói chung của các nhà lãnh đạo châu Âu. Dù vậy, theo đánh giá của giới chuyên gia, nếu không có một giải pháp mang tính tổng thể của cả châu Âu lẫn các quốc gia quê hương của người nhập cư, thì trong thời gian tới, châu Âu sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép, bao gồm cả khủng hoảng nhập cư và khủng hoảng kinh tế. Tiếp nối chuyện Đông chuyện Tây ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện công nghệ được rất nhiều người quan tâm. Và sáng ngày hôm nay, hãng công nghệ Google đã chính thức trình làng logo cùng bộ nhận diện mới. Khi đăng nhập vào trang tìm kiếm google.com, hàng triệu người dùng sẽ nhận thấy phông chữ mới tròn trịa, rõ ràng, năng động và hiện đại hơn. Bộ nhận diện trên các dịch vụ của trang này cũng đồng loạt thay đổi theo cùng xu hướng. Mặc dù cách thay đổi này không quá lớn, nhưng nó thể hiện sự tinh tế và ý đồ mà giám đốc điều hành mới của Google, kỹ sư trẻ đến từ Ấn Độ muốn gửi gắm. Đó là một Google gần gũi hơn đối với tất cả mọi đối tượng người dùng. Logo mới được Google giới thiệu sau chưa đầy một tháng tái cấu trúc toàn bộ công ty và thay CEO. Biểu tượng mới mà hãng giới thiệu vẫn có dạng watermark nhưng dùng phông chữ sans serif với các nét đều nhau, tạo cảm giác hài hòa và năng động. Màu sắc sử dụng trên logo cũng nhẹ nhàng hơn, gần gũi với logo của công ty mẹ Alphabet. Ngoài việc thay đổi watermark, Google còn đổi lại biểu tượng chữ G mà người dùng có thể nhìn thấy trên các tab trình duyệt. Nó bao gồm 4 màu sắc chủ đạo mà Google lựa chọn. Hiện khi truy cập vào trang chủ của Google, hãng còn tung ra đồ ngộ nghĩnh là một bàn tay lau logo cũ và vẽ nên logo mới. Trên trang blog, Google không trực tiếp nói lý do họ thay đổi logo, nhưng sự phát triển của công nghệ và cách tương tác của con người với Internet là một trong những nguyên nhân. Ngày xưa, Google là một điểm đến mà bạn có thể tiếp cận từ một thiết bị, một chiếc máy tính để bàn. Ngày nay, mọi người tương tác với các sản phẩm từ nhiều nền tảng, ứng dụng và thiết bị khác nhau. Tama Yehoshua, phó chủ tịch phụ trách sản phẩm và giám đốc trải nghiệm người dùng của Google, giải thích về việc làm mới logo của Google để phù hợp với sự thay đổi xu hướng công nghệ này. Để logo có thể hiển thị rõ trên màn hình điện thoại, các chữ phải có kích thước lớn hơn, dễ nhìn hơn để người dùng không gặp khó khăn khi đọc. Ngoài ra, bỏ đi các chi tiết rườm rà còn giúp biểu tượng mới phù hợp với đường truyền Internet băng thông thấp. Theo Google, logo mà hãng vừa thay có dung lượng 305 byte so với trước đó là xấp xỉ 14.000 byte. Điều này là hợp lý khi CEO mới của Google, Sundar Pichai, muốn đưa Internet và Google đến mọi nơi trên thế giới. Sự thay đổi nhỏ này có thể không khiến bạn nhận ra sự khác biệt, nhưng nó chắc chắn là cải tiến đáng kể với một nhóm người dùng nơi mà Internet còn có tốc độ thấp. Việc thay đổi logo và bộ nhận diện của trang tìm kiếm Google chỉ là một phần trong chiến dịch đổi mới toàn diện của hãng này. Tháng 8 vừa qua, hai nhà đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin bất ngờ thông báo thành lập công ty mới với tên gọi là Alphabet để quản lý Google. Google trước đây sẽ được tách ra thành nhiều công ty khác nhau và cùng thuộc một công ty mẹ Alphabet như Nest, Calico, Fiber, vốn là những bộ phận thuộc Google trước đây.
Sự thay đổi cơ cấu này cho thấy một thực tế, không còn chỉ là một trang tìm kiếm trên mạng hàng đầu thế giới, Google đã bung ra nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống của con người. Với sự thay đổi cơ cấu, hai người sáng lập hãng tìm kiếm lớn nhất thế giới là Sergey Brin và Larry Page sẽ chuyển sang quản lý Alphabet. Trong khi đó, Sundar Pichai, phó chủ tịch Google trước đây, sẽ được ngồi vào chiếc ghế CEO tại Google, công ty con của Alphabet. Theo cấu trúc mới, Google vẫn sẽ là công ty quan trọng nhất của Alphabet, chịu trách nhiệm các bộ phận như trình duyệt và nền tảng Chrome, nền tảng di động Android, dịch vụ bản đồ Maps, YouTube và các dịch vụ khác của Google như tìm kiếm, quảng cáo. Ngoài ra, sẽ còn có các công ty khác như Nest, một đơn vị sản xuất thiết bị nhiệt kế thông minh, Calico, công ty tập trung vào các sản phẩm chống lão hóa, Sidewalk, công ty xây dựng đường phố thông minh. Google cho biết cơ cấu mới sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ngay khi có thông tin về sự thay đổi này, cổ phiếu của Google đã tăng gần 7% lên mức 708 đô la Mỹ chỉ sau vài giờ. Thông báo về việc thành lập công ty mới mang tên Alphabet, người đồng sáng lập và giám đốc điều hành Larry Page cho biết, cấu trúc mới này sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục tập trung vào những cơ hội to lớn mà chúng tôi có bên trong Google. Theo The New York Times, quyết định tái cấu trúc Google xuất phát từ mục tiêu muốn làm mới lại tập đoàn bằng văn hóa kinh doanh mới và cho phép các khối kinh doanh trong tập đoàn có thêm khuôn khổ để đưa ra quyết định của mình. Trong vài năm qua, các nhà đầu tư đã bày tỏ lo ngại rằng Google đã bị lệch hướng khỏi mảng kinh doanh chính của mình là tìm kiếm trên mạng và theo đuổi các dự án quá viễn tưởng, kiểu như xe tự lái hay là các liều thuốc để phát hiện ra ung thư. Cấu trúc tập đoàn mới sẽ cho phép Google chính thức hóa được cấu trúc kinh doanh, đầu tư đa ngành của mình. Là một thành viên quan trọng nhất trong gia đình Alphabet, Google sẽ phát triển theo hướng nào dưới sự điều hành của CEO Sundar Pichai? Điều đó đã được ông Pichai tiết lộ ngay từ khi ông vẫn còn là giám đốc cấp cao của Google. Và nó cũng thể hiện phần nào qua chiến dịch thay đổi bộ nhận diện ngày hôm nay khi ông trở thành CEO của hãng. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cách mọi người sử dụng thông tin. Với cá nhân tôi, điều đó có nghĩa là bạn giao tiếp thế nào trong thế giới hiện nay. Khi tôi nhìn vào một chiếc điện thoại di động, tôi thấy nó là một trong những điều tuyệt vời nhất mà chúng ta từng thấy. Nhưng từ góc nhìn của một người dùng, thì nó gặp vấn đề trong việc tiếp nhận thông tin và chúng tôi sẽ làm cho điều này trở nên dễ dàng hơn. Google đã bội thu trong lĩnh vực công nghệ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không muốn có thêm khách hàng. Và những đối tượng gặp khó khăn trong việc kết nối mạng cũng như tiếp cận với công nghệ thông tin là điều mà CEO Pichai, người gốc Ấn Độ, đang hướng tới. Chúng ta đều biết, công nghệ máy tính đã phủ sóng tới hơn 1 tỷ người trên thế giới, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn để tiếp cận với nền tảng máy tính. Điều đó đặt ra yêu cầu chúng tôi phải tạo ra các sản phẩm dành cho tất cả mọi người, khiến chúng trở nên dễ tiếp cận hơn. Đó là lý do chúng tôi tạo ra máy tính Chromebook chạy trên nền tảng Android. Chúng tôi cũng đang nghĩ đến việc kết nối ở mọi lúc bằng cách thúc đẩy chiến dịch dùng khinh khí cầu để mang Internet đến mọi nơi trên thế giới. Thành công với gần như mọi sản phẩm mà ông phụ trách khi còn là giám đốc cấp cao trong bộ máy lãnh đạo của Google, cùng với đức tính khiêm nhường và phong cách quản lý rất nhân văn, CEO người Ấn Độ này hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái thành công với thương hiệu Google trong thời gian tới. Không khoa trương hay ảo tưởng, tân CEO của Google khẳng định tài năng bằng thành công của từng sản phẩm đến tay người dùng. Ông Pichai từng tự hào rằng, dù bạn là tỷ phú hay một nông dân, thì việc sử dụng sản phẩm Google của bạn là như nhau. Bởi ưu tiên hàng đầu của Google là khả năng tiếp cận đến mọi công nghệ mới cho tất cả mọi người. Điều đó đã thể hiện bằng những chi tiết rất nhỏ như logo mới ra mắt của nhà tìm kiếm này. Câu chuyện công nghệ vừa rồi cũng đã khép lại chuyện Đông chuyện Tây ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.